Ngày hôm nay mình sẽ học bài trình bày đầu tiên về phần số học. Đây sẽ là bài trình bày đầu tiên của chúng ta. Yes. Do you remember the kind of format we had given earlier with regard to writing the presentation? Can you repeat, please, because you are quite far from the speaker, so I hardly see hear you clearly. Do they remember the format of the presentation? Các bạn có nhớ cái format, cái sườn của một bài trình bày là gồm những cái phần nào không ạ? Mọi người ghi trong chat box đi, xong rồi Linh nói lại cho cô. Hello, I'm waiting for their reply and then I tell you. Invitation first. Yes. But before that is what we are going to do when we are inviting the children, right? But what happens when you're writing your file? What is the procedure for writing? Rồi, đúng là đầu tiên khi mà mình làm bài trình bày với trẻ thì đầu tiên chúng sẽ mời. Nhưng mà chúng ta sẽ làm cái gì trong cái việc viết bài trình bày của chúng ta? Cái phần đầu tiên là cái gì? The title. Yeah, so first you are going to write the title, okay? After that, we are going to write the material description. Đúng rồi, đầu tiên sẽ các bạn sẽ phải viết cái tiêu đề của bài trình bày. Và tiếp theo của cái đó sẽ là mô tả giáo cụ. Yep. So if a material you're getting introduced to it for the first time, then we are going to write about that material in detail. Nếu như mà cái bài trình bày này là cái bài trình bày đầu tiên mà bạn giới thiệu cho trẻ về một cái học cụ nào đó mà trẻ cũng chưa làm việc trước đó, thì chúng ta cần phải viết cái phần mô tả giáo cụ chi tiết. Yes. And if you are going to mention the same material the next time in another presentation, instead of writing material description, you're going to mention it as material required. Đó là nếu như mà mình sử dụng cái học cụ đó lần đầu tiên thì mình sẽ phải viết một cách chi tiết đầy đủ là mô tả học cụ. Nhưng mà nếu mà với một cái bài trình bày khác mà bạn sử dụng cái học cụ đã được miêu tả trước đó hoặc là đã được làm việc trước đó rồi, thì bạn sẽ viết cái phần ở dưới tiêu đề là học cụ yêu cầu là. Yes. So some of these presentations that we are going to be doing today, I am going to be sending out the material descriptions and you will receive it. So you need to write just that, okay? But as we go ahead in the course, you will not receive it, but we are going to look at the material and we are going to write the description. Okay. Và bởi vì đây là cái bài trình bày đầu tiên với cái học cụ lần đầu tiên mà các bạn nhìn thấy, cho nên là cái học cụ ngày hôm nay chúng ta tôi sẽ gửi cho các bạn phần mô tả học cụ chi tiết. Nhưng mà với những cái bài tiếp theo trong cái khóa học này thì cái phần mô tả học cụ sẽ không được gửi cho các bạn, mà chúng ta sẽ phải quan sát, thảo luận và tự viết cái phần mô tả học cụ cho mình. Yep. Okay. The next thing we are going to write is the display. Cái phần tiếp theo sau cái phần mô tả học cụ đó là phần trưng bày. So the display, where it has to be displayed in the environment, so that when you are practicing later on at the center, you also know where it is going to be kept. And when you go to work with the children, or if you are going to set up a Montessori environment, you know how it has to be displayed. Tiếp theo cái phần trưng bày sẽ nói chi tiết cụ thể về cái chỗ mà chúng ta sẽ đặt cái học cụ này ở trong môi trường. Thì sau khi cái phần trưng bày này rồi thì khi mà bạn làm việc ở trong bạn 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 làm cái phần thực hành á, ở trong trung tâm thực hành á, thì các bạn cũng sẽ biết là chúng ta sẽ phải tìm cái học cụ này ở đâu, cũng như khi mà sau này bạn làm việc với trẻ hoặc là bạn xây dựng nên một cái ngôi nhà trẻ thơ, một cái lớp học,
cho Montessori tiểu học thì bạn cũng sẽ biết là mình cần phải đặt cái học cụ này ở chỗ nào ở trong môi trường. Yep. We are also going to be looking at the prerequisite or the age of presentation when we are doing each of the presentation, which we'll be saying. So that will be the next in line. Okay. Cái phần tiếp theo của mình nó sẽ là cái những cái điều kiện tiên quyết, nghĩa là trẻ đã phải đạt được những cái gì, trẻ đã phải biết được cái gì trước khi mà được trình bày cái này, hoặc là mình có thể gọi nó là thời điểm trình bày. Cái này sẽ là cái mục lớn tiếp theo sau cái trưng bày. Yep. Okay, and after that, we also need to have a purpose. Why a particular presentation is being shown? What is the purpose? What is the aim of showing these presentations? Phần tiếp theo của chúng ta sẽ là phần mục đích. Tại sao một cái học cụ hoặc là một cái hoạt động được trình bày, được làm cho trẻ trẻ xem hoặc là được giới thiệu?